Xin chào bạn, hai ứng dụng quản lý tập tin trên Android đấy là ES Explorer và Root Explorer không chỉ giúp bạn nén hay là sao chép các tập tin mà còn có những cái tính năng rất là hấp dẫn mà tưởng như trên máy tính mới có. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua hai cái ứng dụng này có gì nổi trội và khác biệt. Về cơ bản thì cái ES File Explorer và Root Explorer đều được trang bị các chế độ tiện ích cũng như các tính năng gần tương đồng nhau. Khác nhau ở chỗ là một bên là ứng dụng miễn phí và một bên là có tính phí. Và tất nhiên khi bỏ tiền ra mua một ứng dụng nào đó thì cái độ hoàn thiện cũng như hiệu suất sẽ được tăng lên, nhất là khi người dùng cần chỉnh sửa những cái file hệ thống. Trong khi Root Explorer nhận được hơn 78.000 lượt đánh giá thì cái ES File này con số được nhân lên là 4 triệu lượt. Đây chỉ là lượt đánh giá của người dùng mà thôi. Còn theo thống kê của nhà sản xuất ES thì cái ứng dụng này đã được tải về hơn 300 triệu lượt. Đúng là cái tên nói lên tất cả. Root Explorer mang đến cho người dùng quyền hạn gần như tuyệt đối, có thể can thiệp vào hệ thống Android. Ứng dụng này có thể tùy biến giao diện Android này, mod thêm các tính năng hiệu ứng theo cách riêng. Nhưng mà tạm thời trình quản lý file này thì chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Ngoài những cái tính năng cơ bản thì ES File và Root File còn có thể giúp các người dùng giải nén file, sao chép dữ liệu ở tốc độ nhanh nhất và tích hợp với trình tải file này, nghe nhạc, xem phim, cài nhạc chuông cho máy, chia sẻ dữ liệu đến các thiết bị khác và liên kết với nhiều dịch vụ đám mây. Bạn đã dùng qua ES File Explorer hay là Root Explorer và cảm nhận của bạn thì như thế nào? Chia sẻ cùng chúng tôi ở dưới bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.